Xin chào tất cả các bác nha. Em đang đi bộ sang bên ký túc. Để hôm nay anh em sẽ đi chợ này là ngày mùng 2 Tết Dương 2019 ở Nhật này. Đấy, đón mới chúc tất cả các bác luôn có sức khỏe dồi dào và một năm mới may mắn. Cảm ơn tất cả các quý cô chú, các anh, các bạn bè, các em đã luôn ủng hộ cái kênh của Viết Phú trong thời gian vừa qua. Một năm mới đây là tuyết rơi rất dày, giữa đường thì ô tô người ta đi nên là nó cũng tan. Còn hai bên hè này các bạn đấy. Đấy, bây giờ tuyết nó hơi ngớt rồi. Em đang đi qua cái ký túc xá của anh em ở bên đấy. Vì em ở riêng chứ không, vì em có gia đình ở bên này nên em tách ra ở riêng, không ở cùng với các anh em. Bên nay mùng 2 thì có bác người Nhật đến để ăn bữa cơm cùng với anh em đầu xuân. Thì em đang đi sang để cùng anh em đi chợ và chế biến món thịt nướng đầu xuân. Ok, xin mời các bác đi theo em là sang cùng ăn bữa tất niên, ăn bữa đón năm mới cùng em. Đây, tuyết trước mặt. Đấy, tuyết nó dài như thế này. Đây là nó rơi ngày hôm qua mùng 1 Tết là tuyết rơi nha này nha các. Đấy, đường thì xe ô tô vẫn chạy đi liên tục nên là nó tan, còn hai bên hè rất là nhiều. Đây, em đi phép đi được. Chào hôm nay đồ ăn tươi quá nhỉ? Ông đại ca đến có khác, đồ ăn tươi quá. Này có món gì đây à? Vẫn là lạp xưởng tiếp. Xúc xích, mực rán, lạc, ôi trời, có họng luôn này, lưỡi à? Lưỡi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, hai cái bếp nướng, quá tuyệt vời. Hôm nay rượu à? Nay anh em rượu sao? Có chai rượu to nhỉ? Sake à? Mua cho bay nó cho đẹp đi chứ nhỉ, cho lên video cho các bác xem cho nó tươi. Đây là cá để mua hai cái mua cho thùng bia nữa cơ, chất nhỉ. Tụi đâu? Có bảng à, tớ hay kêu bảo tuyết không xuống. Có được rồi. Hay kêu bảo tuyết quá không chịu được. Hôm nay anh em đầy đủ hết tập kết. Ba anh em bên nghiệp đoàn mỗi sang đây ăn bữa cơm đầu năm với anh em luôn. Đây là bác người Nhật quản lý công ty, đến nay bác đến mua cho thùng bia với đống đồ ăn thứ. Quay đoạn video thì anh em bắt đầu khai cuộc khai rất nhiều đồ mà anh em bắt đầu cho đồ ra chảo rồi bò nguyên tạng. Đại ca cũng tác nghiệp đấy, đại ca bắt đầu đứng lên ghế để tác nghiệp rồi. Anh em nhìn cho đại ca chụp bức ảnh cái này anh xấu ngon đâu để bật luôn mà. À, cái ướp thì ngon hơn như bữa ông Tý ấy, nhưng mà không có ướp thì thôi, ta ăn kiểu không có ướp. Ai chưa có bia ra bia, ai có bia rồi thì chuẩn bị cốc cho tủ này tươi đấy nhở. Lấy cốc ác nhở. Đây là phong cách uống bia của người Nhật, một ông rót một ông uống. Cái khoai này á? Khoai này cho lẩu. Khi nào ăn thì cho vào lên luôn không? Cháy nóng. Ông rót để chút là chuyện như còn không phải là uống tự uống mình cũng co lon nhỉ? Cùng là hơn, đúng không? À, sáng hơn. Mình rất ngon nhỉ? Rồi, anh em cứ bình tĩnh nha Tú. Tẹt ga đấy.
Đó, anh em có bia chưa? Lên bia đi nhỉ? Lên bia để chúc một năm mới đây nhỉ? Happy New Year. Có cần hô không anh? Không cần hô, không cần hô. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Kỷ yên có cốc về lên cốc keng rồi. Happy New Year anh em. Rồi, Happy New Year nha. Cái này cái gì chưa? Premium đàng hoàng. Cái cá đang ăn cái đấy đấy. Em quý tên đây nhỉ? Quý tên mới tên đây nhỉ? Quý giúp anh. Biết đâu mà không? Không em chỉnh đường mặt đúng anh kia thôi.